trong bản tin ngày 20 tháng 7, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Khách du lịch Hoa Kỳ đã tiêm phòng đầy đủ có thể đến Canada từ ngày 9 tháng 8. Canada sẽ nhận được 7,1 triệu liều vaccine COVID-19 trong tuần này. Trái rừng vẫn hoành hành ở PC, gần 300 đáp trái, có thêm lệnh sơ tán. Các trường đại học và cao đẳng của Ontario được yêu cầu chuẩn bị cho mùa thu bình thường với các kế hoạch dự phòng. Y Health Saskatchewan phát triển chứng chỉ vắc xin. Các doanh nghiệp giảm diện tích cho thuê lại, sublet khi nhân viên sắp trở lại văn phòng. Sự kiện Calgary Stampede kết thúc với hơn nửa triệu du khách. Ayim Hirayama là vận động viên cầm cờ của Canada cho Thế vận hội Tokyo. Mỹ và các đồng minh lên án Trung Quốc tấn công mạng Jeff Bezos đã sẵn sàng bay vào vũ trụ trên Blue Origin khi thời tiết ổn định. Ngay tự do của anh bị tàn phá bởi số ca nhiễm tăng cao và sự cách ly hỗn loạn. Lãnh đạo Việt Nam và Philippines bàn về Biển Đông và phối hợp tiếp cận phát sinh. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture và đọc các bản tin cũng như các bài viết tại địa chỉ culturemagazine.com. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Khách du lịch Hoa Kỳ đã tiêm phòng đầy đủ có thể đến Canada bắt đầu từ ngày 9 tháng 8. Chính phủ liên bang hôm thứ hai đã thông báo kế hoạch cho khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ đến Canada trong thời gian sắp tới. Bắt đầu từ 12 giờ 01 phút sáng ngày 9 tháng 8, công dân Hoa Kỳ đã tiêm chủng đầy đủ và thường trú dân sống ở Hoa Kỳ sẽ có thể đến Canada mà không cần phải cách ly trong 2 tuần. Những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ. Từ tất cả các quốc gia khác sẽ có thể đến Canada từ ngày 7 tháng 9. Theo một quan chức chính phủ, kể từ ngày 9 tháng 8, trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin sẽ được miễn yêu cầu cách ly sau khi nhập cảnh vào Canada và có thể di chuyển cùng cha mẹ nếu tuân theo các biện pháp y tế công cộng. Những đứa trẻ đó nên tránh tham gia các môi trường nhóm như là trường học, trại và nhà trẻ, đặc biệt là những hoạt động trong nội thất. Hạn chế đó được áp dụng như thế nào tại các điểm du lịch vẫn chưa được rõ. Du khách nước ngoài cũng sẽ phải tuân theo các biện pháp y tế công cộng của tỉnh và vùng lãnh thổ. Người lớn thì cần xuất trình bằng chứng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ bằng một trong các loại vaccine được chấp thuận sử dụng ở Canada ít nhất là 14 ngày trước khi đến. Các loại vaccine hợp lệ bao gồm hai liều vaccine Pfizer, Moderna, hoặc AstraZeneca hoặc một liều vaccine Johnson Johnson. Tất cả du khách phải sử dụng cổng Arrive Can của chính phủ để gửi thông tin. Nếu họ đáp ứng các tiêu chí của chính phủ, họ sẽ không phải cách ly khi đến Canada. Du khách nhập cảnh vào Canada cần phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 trước khi đến Canada. Trong khi đó, chính phủ Canada có kế hoạch khởi động một chương trình giám sát mới tại các sân bay và cửa khẩu biên giới đất liền Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần xét nghiệm sau khi đến, trừ khi họ được chọn ngẫu nhiên để hoàn thành xét nghiệm COVID-19. Ngay cả, ngay cả khi họ nghĩ rằng họ sẽ được miễn cách ly, tất cả du khách đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn sẽ phải có kế hoạch kiểm dịch trong trường hợp một quan chức biên giới nhận thấy họ không đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Những du khách chưa được tiêm phòng sẽ vẫn phải cách ly trong 14 ngày Nhà Trắng vẫn chưa công bố một thỏa thuận tương tự cho người Canada Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 các chuyến bay quốc tế sẽ được phép hạ cánh tại các sân bay sau đây Sân bay quốc tế Halifax-Stanfield Sân bay quốc tế jean Lesage của thành phố Quebec Sân bay quốc tế Ottawa-McDonald-Cartier Sân bay quốc tế Winnipeg-James Armstrong-Richardson và sân bay quốc tế Edmonton. Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Omar Agra thông báo rằng Canada sẽ kéo dài lệnh ngưng các chuyến bay chở khách đến từ Ấn Độ thêm một tháng nữa, tức là tới ngày 21 tháng 8. Canada sẽ nhận được 7,1 triệu liều vaccine COVID-19 trong tuần này. Chính phủ liên bang dự kiến sẽ nhận được khoảng 7,1 triệu liều vaccine COVID-19 trong tuần này. Hiện nay, Họ điều chỉnh chiến lược phân phối vì tỷ lệ tiêm chủng ngày càng giảm và nguồn cung thì tăng đáng kể. Các đợt giao hàng mới sẽ bao gồm khoảng 3,1 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech và 4 triệu liều Moderna. Có hơn 2 triệu liều vaccine chưa được phân phối vì các tỉnh cho biết họ chưa cần dùng đến. Tỷ lệ tiêm chủng của Canada vẫn thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới nhưng đang bắt đầu chậm lại khi nhóm người muốn tiêm liều vaccine thứ nhất hoặc thứ hai thu hẹp lại. Canada có kế hoạch tặng 17,7 triệu liều vaccine còn lại trong lô hàng vaccine Oxford-AstraZeneca cho Liên minh chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Canada vẫn chưa cho biết liệu có tặng liều vaccine Pfizer hoặc Moderna nào hay không. Một số tỉnh cho biết họ phải tiêu hủy một số liều vaccine Oxford-AstraZeneca hết hạn vào ngày 1 tháng 7 sau khi Bộ Y tế Canada đã gia hạn thời gian sử dụng cho những liều đó thêm một tháng. Bộ Y tế Ontario cho biết họ có 3.190 liều AstraZeneca sẽ bị tiêu hủy, Prince Edward Island có 3.200 liều và New Brunswick có 960 liều. Bộ trưởng thu mua Anita Anand cho biết 95 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna sẽ được chuyển giao vào cuối tháng 9. Theo Bộ trưởng các vấn đề liên quan chính phủ, theo Bộ trưởng về nội các chính phủ ông Dominic Leblanc, Canada sẽ có đủ vắc xin để tiêm chủng cho trẻ nhỏ khi chúng đủ điều kiện. Có khoảng 4,8 triệu trẻ em ở Canada dưới 12 tuổi. Tình trạng khô, nhiều khói vẫn tồn tại trong khi trái sừng tiếp tục hoành hành ở PC. Một ngày nắng nóng, khô hanh và nhiều khói tiếp tục được dự báo ở PC khi hàng trăm đám trái rừng hoành hành khắp tỉnh. Đã có khoảng 299 đám cháy rừng ở PC tính đến chiều thứ hai, bao gồm bốn vụ cháy mới được phát hiện vào hôm Chủ nhật. Vụ cháy rừng ở Hồ Spark ở phía bắc Camp Loop vẫn là đám cháy lớn nhất ở trong tỉnh. Tính đến chiều hôm Chủ nhật, đám cháy có diện tích khoảng 450 km vuông. Gần 300 căn nhà đã được lệnh sơ tán do hậu quả của vụ hỏa hoạn đó và hàng trăm nơi khác vẫn trong tình trạng báo động. Chủ tịch khu vực Thompson Nicholas Ken Gillis cho biết tình trạng thiếu nhân viên an ninh và nhu cầu hỗ trợ lớn tại các trung tâm điều hành khẩn cấp đã khiến cho nhân viên mệt mỏi tỉnh đã yêu cầu thêm sự trợ giúp từ ban quản lý khẩn cấp pc và hy vọng sẽ có thêm nhiều sĩ quan rcmp và quân đội để giúp đỡ những người sơ tán tại khu vực thunder Bay ontario thị trưởng thành phố red lake cho biết một cuộc sơ tán toàn diện có thể diễn ra sau khi những thành viên của cộng đồng Deer Lake First Nation cùng với cư dân của hai cộng đồng khác đã rời khỏi nơi sinh sống của họ. Cơ quan môi trường Canada đã ban hành cảnh báo nhiệt cho một số khu vực phía Tây Bắc Ontario bao gồm Thunder Bay, Dryden, Agnes, Fort Francis và Kenora. Dryden, Agnes và Kenora cũng đang được cảnh báo giông bão nghiêm trọng kể từ sáng thứ hai. Cơ quan cũng đưa ra các tuyên bố về chất lượng không khí do khói từ trái rừng tại hầu hết các khu vực này. Tính đến tối ngày 19 tháng 7, Canada báo cáo có thêm 337 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.423.889 ca. Trong số đó, có 4.599 ca còn bệnh, 1.392.777 ca đã phục hồi, và số ca tử vong là 26.504. Tới hôm nay, đã có hơn 45,4 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada. Trong đó có gần 26,5 triệu người hay là 69% dân số đã được tiêm ít nhất một liều, 49,5% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Ontario ghi nhận 130 ca bệnh mới và 153 ca phục hồi và không có ca tử vong nào. Quebec có 61 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. British Columbia có 40 ca bệnh mới. Manitoba báo cáo có 37 ca bệnh mới. Saskatchewan có 16 ca mới. Alberta có 49 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Newfoundland và Labrador báo cáo có 4 ca nhiễm COVID-19 mới trên một con tàu ngoài khơi có tên là Bibu và New Brunswick không có ca nào. Các trường đại học và cao đẳng của Ontario được yêu cầu chuẩn bị cho mùa thu như bình thường và nên có kế hoạch dự phòng. Chính phủ cho biết, các trường cao đẳng và đại học ở Ontario nên chuẩn bị cho tất cả các lớp học và hoạt động trực tiếp để tiếp tục vào mùa thu này mà sẽ không có áp dụng giới hạn về sức chứa hay là giãn cách. Tuy nhiên, Bộ Cao đẳng và Đại học đã yêu cầu các cơ sở giáo dục nên có kế hoạch về việc học tập sẽ được tiếp tục bằng một phương pháp nào đó trong trường hợp bùng phát COVID-19. Thứ trưởng Shelley Tapp dự đoán rằng tất cả các hoạt động hướng dẫn trực tiếp và trong khuôn viên nhà trường sẽ được cho phép trở lại vào mùa thu này sau hơn một năm tạm dừng do đại dịch. Các trường đại học và cao đẳng sẽ vẫn phải tuân theo tất cả các quy tắc về sức khỏe cộng đồng và an toàn tại nơi làm việc bao gồm cả việc yêu cầu khẩu trang ở trong nội thất. Các trường học vẫn sẽ có linh hoạt trong việc giảng dạy theo nhiều cách phù hợp nhất với nhu cầu, bao gồm cả mô hình trực tuyến và mô hình kết hợp. Trong trường hợp bùng phát COVID-19, các cơ sở phải có kế hoạch giáo dục liên tục trước tháng 9, bao gồm thông tin về các quy trình sức khỏe trong trường học khẩn cấp và cách thức giảng dạy nếu nếu hoạt động học trực tiếp bị gián đoạn hướng dẫn cụ thể từ bộ về các biện pháp như đeo khẩu trang, sàng lọc và khử trùng sẽ được ban hành vào đầu tháng 8. Bộ đang khuyến khích các trường học sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để sàng lọc định kỳ những người không có triệu chứng, cũng như giám sát nước thải về mức độ COVID-19. E-Health Saskatchewan phát triển chứng chỉ vaccine E-Health Saskatchewan đang phát triển chứng chỉ vắc xin để giúp mọi người chứng minh tình trạng tiêm chủng của họ ở những nơi cần thiết. Cư dân Saskatchewan có thể in hồ sơ tiêm chủng của họ bằng cách tạo tài khoản eHealth để truy cập thông tin. Bộ Y tế tỉnh cho biết, chính quyền tỉnh và liên bang đang cùng nhau làm việc để thiết lập giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc hộ chiếu. Thời gian cụ thể chưa được đưa ra. Thủ hiến Saskatchewan Scott Moe cho biết tỉnh sẽ không yêu cầu hộ chiếu vaccine, nhưng Manitoba và Quebec có kế hoạch sử dụng hộ chiếu của mình. Những người Manitoba đã được tiêm ngừa đầy đủ có thể nhận được hồ sơ kỹ thuật số bằng giấy về việc tiêm chủng của họ. Chính phủ Manitoba cho phép Winnipeg Blue Bombers đón khán giả trên sân vận động, nhưng chỉ với những người hâm mộ đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc trẻ em đi cùng với một người lớn tiêm hai liều. Tính đến thứ hai, Saskatchewan đứng thứ 9 trong số các tỉnh với 75% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều và thứ ba trong số các tỉnh với 60% dân số đủ điều kiện đã tiêm hai liều sau Ontario và Manitoba. Các doanh nghiệp giảm diện tích cho thuê lại sublet khi nhân viên sắp trở lại văn phòng. Một báo cáo mới cho thấy các doanh nghiệp Toronto đang lên kế hoạch gọi nhân viên trở lại văn phòng. Theo báo cáo do công ty bất động sản thương mại Averson Young công bố tuần trước, thì thị trường văn phòng ở trung tâm thành phố Toronto vẫn còn chậm do đại dịch COVID-19. Tỷ lệ văn phòng trống ở trung tâm thành phố đạt mức cao nhất mọi thời đại là 7,3% trong quý thứ hai, nhưng báo cáo cho thấy thì thị trường có thể đang trên đà phục hồi không gian cho thuê lại còn trống giảm lần đầu tiên trong 6 quý. Kết thúc quý ở mức 288.000 m2 hay là 32% diện tích trống ở trung tâm thành phố. Đây là dấu hiệu cho thấy một số doanh nghiệp ở Toronto đang dự đoán nhiều nhân viên sẽ sớm quay lại văn phòng. Một số công ty như TMX Group và Teletext Technologies đã rút một phần hoặc toàn bộ không gian cho thuê lại khỏi thị trường. Ngoài ra, việc Netflix chọn Toronto thay vì Vancouver làm trụ sở chính tại Canada đã khẳng định vị thế của Toronto là một trung tâm công nghệ đang phát triển. Các công ty khác đã cung cấp một cái nhìn sơ lược về chiến lược quay lại làm việc ở văn phòng. Sun Life cho phép nhân viên linh hoạt trong việc quyết định sắp xếp công việc của họ, trong khi Apple đã yêu cầu nhân viên của mình trở lại văn phòng 3 ngày một tuần bắt đầu từ mùa thu tần suất làm việc từ xa và làm việc tại chỗ sẽ khác nhau tùy theo ngành, chức năng và vị trí cũng như hoàn cảnh và sở thích cá nhân. Sự kiện Calgary Stampede kết thúc với hơn nửa triệu du khách. Calgary Stampede cho biết hơn nửa triệu người đã bước qua cổng tại sự kiện năm nay, giảm mạnh so với các năm trước. Sự sụt giảm không phải là một bất ngờ do sự kiện nhỏ hơn bình thường và các hạn chế sức khỏe. Tổng cộng đã có 528.998 khách đã tham dự sự kiện kéo dài 10 ngày này. Năm 2019, lễ hội đã thu hút 1.275.465 lượt khách và năm 2018 là 1.271.241 khách. Phiên bản năm 2019 là phiên bản Calgary Stampede có lượng người tham dự cao thứ hai kể từ năm 2012 khi ấy Stampede kỷ niệm 100 năm thành lập. Sự kiện này đã hủy bỏ vào năm ngoái, lần đầu tiên sau gần 100 năm do đại dịch Covid-19 và những hạn chế đối với các cuộc tụ tập công cộng. Việc đó khiến lễ hội mất 26,5 triệu đô la so với con số doanh thu hàng năm là khoảng 150 triệu đô la. Ajim và Hirayama là vận động viên cờ cơ của Canada cho thế vận hội Tokyo. Cầu thủ bóng rổ nữ, Marina Ajim và cầu thủ bóng cầu dục nam nathan hirayama đã được vinh danh là những người cầm cơ của canada cho lễ hội khai mạc thế vận hội tokyo họ là những thành viên đầu tiên của môn thể thao đồng đội được chọn để dẫn dắt các vận động viên canada tham gia thế vận hội olympic mùa hè Azim cho biết hôm thứ hai trong một hội nghị truyền hình tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho đội canada và dẫn dắt đội canada trong lễ khai mạc cùng với nick một năm rưỡi vừa qua đòi hỏi tinh thần đồng đội ở mức độ cao và người Canada từ bờ biển này sang bờ biển khác đã tăng cường và thể hiện tinh thần kiên cường và đoàn kết đó. Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu. Tokyo sẽ là Thế vận hội thứ ba và là Thế vận hội cuối cùng đối với A-Diêm, người đã ra mắt tại Olympic London năm 2012 và tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau Tokyo. A-Diêm và đội bóng rổ nữ xếp thứ tư Bắt đầu cuộc tìm kiếm huy chương đầu tiên của Canada trong môn thể thao này vào thứ hai tới. Hiriyaama là đồng đội trưởng của đội bóng bầu dục nam Canada và đã giúp cho đội giành được hai huy chương vàng và một huy chương bạc tại ba đại hội thể thao liên Mỹ gần đây nhất. Chính phủ liên bang rót 120 triệu đô la vào nhà ở giá cả phải chăng ở Brampton, Ontario. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ liên bang đang rót gần 120 triệu đô la vào các căn hộ cho thuê giá cả phải chăng ở Brampton, Ontario. Số tiền này được sử dụng để xây dựng một tòa nhà 26 tầng được mô tả là nhiều cư dân và tiết kiệm năng lượng. Dự kiến sẽ có hơn 300 gia đình có thể sống trong những căn hộ này. Khoản đầu tư này là một phần trong kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm xây dựng các cộng đồng mạnh hơn tạo việc làm và phát triển tầng lớp trung lưu của chúng ta và đồng thời hỗ trợ cho những người canada không đủ điều kiện và giúp chấm dứt tình trạng vô gia cư thông báo này là một phần của sáng kiến tài trợ xây dựng cho thuê hỗ trợ các công trình xây dựng nhà ở mới cho thuê trên khắp canada sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp các khoản vay chi phí thấp có bảo hiểm cho các nhà phát triển và các thành phố nơi đang cần nhiều nhà cho thuê hơn Tiếp theo sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Mời quý vị theo dõi. Mỹ và các đồng minh lên án Trung Quốc tấn công mạng. Hoa Kỳ cùng với NATO, Liên minh châu Âu, Anh, Úc, Nhật Bản, New Zealand và Canada cùng lên án hành vi gián điệp mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho rằng đây là mối đe dọa lớn đối với kinh tế và an ninh quốc gia. Đồng thời, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội bốn công dân Trung Quốc nhắm vào hàng chục công ty trường đại học và các cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Trong số bốn người này, có ba quan chức an ninh và một tinh tạc thuê theo hợp đồng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay lập tức yêu cầu cho bình luận. Trước đó, các quan chức Trung Quốc cho biết Trung Quốc cũng là nạn nhân của hoạt động tinh tạc và phản đối mọi hình thức tấn công mạng. Tuy nhiên, trong khi Washington và các đồng minh thân cận của họ như là anh và canada quy trách nhiệm trực tiếp cho trung quốc về vụ tấn công những nước khác lại thận trọng hơn nato chỉ nói rằng các thành viên của họ chỉ thừa nhận các cáo buộc chống lại bắc kinh của mỹ canada và anh liên minh châu âu cho biết họ đang thúc giục các quan chức trung quốc kiểm soát các hoạt động mạng độc hại được thực hiện từ lãnh thổ của mình một tuyên bố để ngỏ khả năng chính phủ trung quốc vô tội với việc chỉ đạo gián điệp hoa kỳ cụ thể hơn chính thức quy các vụ xâm nhập như là vụ ảnh hưởng đến các máy chủ chạy microsoft exchange hồi đầu năm nay là do các tin tặc liên kết với bộ an ninh nhà nước trung quốc hoa kỳ và trung quốc đã có những bất đồng về thương mại xây dựng quân đội của trung quốc tranh chấp về biển đông đàn áp các hoạt động dân chủ ở hồng kông và đối xử với người duy ngô nhĩ ở khu vực tân cương washington ở những tháng gần đây đã tập trung sự chú ý mạnh mẽ vào nga khi cáo buộc tin tặc nga thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng ransomware tại mỹ jeff bezos đã sẵn sàng bay vào vũ trụ trên blue origin khi thời tiết ổn định chuyến du lịch vũ trụ của tỷ phú người mỹ jeff bezos trong tàu vũ trụ blue origin của ông có khả năng sẽ khởi động vào ngày thứ ba do thời tiết thuận lợi bezos và ba thành viên phi hành đoàn của mình đã tham gia một khóa huấn luyện vào ngày chủ nhật để chuẩn bị cho chuyến bay Chuyến đi này đánh dấu một thử nghiệm quan trọng đối với tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin, một tổ hợp tên lửa hình con nhộng hoàn toàn tự động, có chiều cao 18m3 và là trọng tâm của các kế hoạch khai thác thị trường du lịch vũ trụ đầy tiềm năng. Chuyến đi dự kiến kéo dài 11 phút từ cơ sở Long Side One, gồm người lớn tuổi nhất từng lên vũ trụ, đó là nữ phi công 82 tuổi Wally Fong, người trẻ tuổi nhất là sinh viên vật lý 18 tuổi Oliver Damon. Và người kế tiếp là Jeff Bezos, người sáng lập và điều hành hiện tại của Amazon. Và anh trai của ông là Mark Bezos. New Shepard dự kiến phóng 9 ngày sau khi công ty du lịch vũ trụ của đối thủ, đó là Richard Branson Virgin Galactic, thực hiện thành công một chuyến đi từ New Mexico với tỷ phú người Anh trên máy bay tên lửa. New Shepard được đặt theo tên của Alan Shepard, người vào năm 1961 đã trở thành người Mỹ đầu tiên bay vào không gian trong một chuyến bay dưới quỹ đạo như một phần của chương trình Mercury tiên phong của NASA. Neil Shepard, cũng giống như chuyến bay của Virgin Galactic, sẽ không tiến vào quỹ đạo trái đất, nhưng sẽ đưa phi hành đoàn lên cao 62 dặm, tức là khoảng 100 km, trước khi chiếc tàu con nhọn quay trở lại trái đất bằng dù. Ngày tự do của nước Anh bị tàn phá bởi số ca nhiễm tăng cao và sự cách ly hỗn loạn. Ngày tự do của Thủ tướng Boris Johnson kết thúc hơn một năm hạn chế khóa COVID-19 ở Anh đã bị hủy hoại do số ca nhiễm gia tăng, cảnh báo về tình trạng thiếu hàng trong siêu thị và sự tự cách ly bị bắt buộc của ông. Thủ tướng Johnson đã tự tin rằng nền kinh tế Anh sẽ phát triển trở lại do rất nhiều người hiện đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, ngày trọng đại của Thủ tướng Johnson đã bị phá hư bởi sự hỗn loạn đại dịch khi một ứng dụng của dịch vụ y tế quốc gia gọi tắt là NHS yêu cầu hàng trăm ngàn người tự cách ly khiến cho nhiều siêu thị có thể sớm bị dọn sạch. Nước Anh có số người chết vì COVID-19 cao thứ bảy trên thế giới với 128.708 người đã tử vong và được dự báo sẽ sớm có thêm nhiều ca nhiễm mới mỗi ngày hơn so với thời kỳ đỉnh điểm của đợt thứ hai của đại dịch vào đầu năm nay. Vào hôm Chủ nhật, Anh ghi nhận có 48.161 ca nhiễm mới. 87% dân số trưởng thành của Anh đã tiêm một liều vaccine và hơn 68% đã tiêm đầy đủ, vượt xa các quốc gia châu Âu khác. Số người chết hàng ngày hiện ở mức khoảng 40 người, chỉ là một phần nhỏ so với mức cao nhất trên 1.800 người được thấy vào tháng Giêng. Từ nửa đêm thứ hai, luật yêu cầu đeo khẩu trang ở các cửa hàng và các biện pháp ở trong nhà khác ở Anh, cùng với sức chứa có giới hạn trong các quán bar, các nhà hàng và quy tắc hạn chế số lượng người giao lưu cùng nhau đã hết hiệu lực. Thủ tướng Johnson đặt ra các hạn chế COVID-19 cho Anh và các cơ quan hành chánh ở Scotland, Wales và Bắc Ireland đưa ra chính sách của riêng họ trong khi các doanh nghiệp trên khắp nước anh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công do ứng dụng dịch vụ y tế quốc gia nhs liên lạc với mọi người bị phơi nhiễm và yêu cầu họ cách ly các siêu thị đã cảnh báo rằng họ phải đối mặt với sự căng thẳng thiếu nhân sự và có thể ảnh hưởng nguồn cung và cắt giảm giờ làm việc thủ tướng johnson thì đã phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt vào hôm chủ nhật khi ông và Bộ trưởng Tài chánh Sunak cố gắng né tránh cách ly bằng một chương trình đặc biệt dành cho các bộ trưởng và công chức cao cấp. Hiện ông sẽ phải cách ly tại nơi cư trú ở quốc gia của mình, tại Chequers sau khi Bộ trưởng Y tế Sajid Javid có kết quả dương tính với COVID-19. Các vận động viên Olympic có kết quả dương tính COVID-19 ở Tokyo những ngày trước thấy vận hội. Một vận động viên thứ ba tại làng Olympic ở Tokyo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đó là vận động viên bóng truyền bãi biển của đội tuyển Cộng hòa Séc Andre Pajusic. Vận động viên này có thể phải bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của mình. Pajusic cho biết anh ta đã được tiêm phòng và là thành viên thứ hai của phái đoàn Séc có kết quả xét nghiệm dương tính ở Tokyo sau khi trường hợp của một quan chức đội được báo cáo hôm thứ Bảy. Anh là vận động viên thứ ba ở làng Olympic có kết quả dương tính. Hai cầu thủ bóng đá nam của Nam Phi có xét nghiệm dương tính với COVID-19 được công bố vào ngày Chủ nhật. Cũng hôm thứ hai, huấn luyện viên cá nhân của vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Kara Eker xác nhận rằng cầu thủ dự bị 18 tuổi đã có kết quả dương tính trong một trại huấn luyện Olympic ở Nhật Bản. Eker, 18 tuổi, đã được chủng ngừa coronavirus mới hai tháng trước. Iker là vận động viên người Mỹ đầu tiên có kết quả dương tính sau khi đến Nhật Bản. Đầu ngày thứ hai, trước khi trường hợp của Cộng hòa Séc được báo cáo, ban tổ chức Olympic Tokyo đã xác nhận 3 trường hợp COVID-19 mới, bao gồm một nhân viên truyền thông đến Tokyo và một nhân viên hoặc quan chức của Thái vận Hội ở quận Chiba. Cơ quan quản lý đô thị Tokyo đã báo cáo 727 ca COVID-19 mới hôm thứ Hai, đó là ngày thứ 30 liên tục con số mắc mới cao hơn so với tuần trước. Các môn thi đấu sẽ bắt đầu vào ngày thứ sáu mà không có người hâm mộ ở gần như tất cả các điểm tổ chức sự kiện, kể cả lễ khai mạc. Trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và việc triển khai vaccine chậm hơn so với hy vọng, các nhà chức trách Nhật Bản cho biết 21,6% trong số 126 triệu dân của quốc gia này đã được tiêm chủng đầy đủ. Tổng số ca lây nhiễm liên quan đến các môn thi đấu chính thức là 58 kể từ ngày 1 tháng 7, trước khi hai trường hợp mới được công bố. Có 22.000 người đến Nhật Bản kể từ ngày 1 tháng 7, với 4.000 người ở lại làng Olympic, khoảng 11.000 vận động viên dự kiến sẽ tranh tài tại Thế vận hội Tokyo. Lãnh đạo Việt Nam và Philippines bàn về Biển Đông và phối hợp tiếp cận vaccine. Nhà lãnh đạo Philippines Tổng thống Duterte khẳng định Philippines luôn coi trọng việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Philippines trên mọi lĩnh vực tập trung vào các trọng tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cung cấp gạo ổn định lâu dài cho Philippines và đề nghị Philippines dành ưu đãi cho Việt Nam khi có nhu cầu nhập khẩu gạo cũng như mở cửa hơn nữa cho các mặt hàng thực phẩm nông sản, rau quả, trái cây mùa của Việt Nam. Hai lãnh đạo nhất trí rằng vắc xin là chiến lược quan trọng để ứng phó với đại dịch Covid-19 và hướng tới phục hồi kinh tế, xã hội bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng hai bên cần tích cực hợp tác để tiếp cận bình đẳng nguồn vắc xin trên thế giới hiện nay, đặc biệt đối với các nước đang phát triển về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương như liên hợp quốc asean thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn khu vực hai nhà lãnh đạo khẳng định phối hợp chặt chẽ về lập trường và quan điểm để bảo đảm thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông cũng như đẩy nhanh tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông giữa asean và trung quốc một người đàn ông tử vong khi leo núi Provo Canyon với cậu bé 9 tuổi khiến cho cậu bé phải tự một mình leo xuống núi. Nhà chức trách cho biết một người đàn ông Utah đang đi hiking và leo núi cùng con trai nhỏ đã rơi xuống vực gần với thác Bridal Veil ở Provo Canyon khiến cho cậu bé 9 tuổi phải tự một mình leo xuống núi. Cảnh sát Utah nhận được báo cáo về một người đàn ông và một cậu bé 9 tuổi mất tích gần thác Bridal ở Provo Canyon. Mẹ của cậu bé đã kêu cứu, nói rằng bà có thể nhìn thấy con trai của mình từ bên dưới đang khóc và cô đơn một mình, nhưng không nhìn thấy vị hôn phu của mình trong vài giờ, theo thông cáo báo chí từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Utah hôm Chủ nhật. Các tình nguyện viên tìm kiếm và cứu hộ và một phi hành đoàn trực thăng của Bộ An toàn Công Cộng đã trả lời hôm thứ Bảy họ tìm thấy thi thể của Adrian Vanderclick, 40 tuổi, ở Roosevelt, ở độ cao khoảng 5.800 feet trên một con dốc gần như thẳng đứng khi màn đêm buông xuống và xác định rằng anh ta dường như đã chết ngay lập tức do vết thương của mình. Cơ thể của anh ta đã được tìm thấy vào Chủ nhật và được đưa đến văn phòng giám định y tế để khám nghiệm tử thi Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết cậu bé đi cùng nhưng thực sự không nhìn thấy ông Venerclick ngã. Tình hình COVID-19 tại Việt Nam Theo Bộ Y tế, tính đến 19h30 ngày 19 tháng 7 giờ Việt Nam, số ca nhiễm mới trong ngày là 4.175 ca. Trong số đó, Sài Gòn có 3.074 ca. Việt Nam có tổng cộng 58.025 ca, 11.047 ca được điều trị khỏi. Từ ngày 9 đến 19 tháng 7, có 80 ca tử vong, nâng số ca tử vong toàn quốc lên 324 người. Số lượng ca mắc mới được ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 52.215 ca. Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng là 4.283.906 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, số người đã được tiêm một mũi là 3.977.431 người và số người đã được tiêm đầy đủ hai liều là 306.475 người. Một số cập nhật về tình hình COVID-19 thế giới. Tính đến thứ hai, có hơn 190,6 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới, số người chết đã hơn 4 triệu người. Tại châu Phi, chính phủ Tunisia đã quyết định triển khai quân đội để tiêm chủng cho người dân ở những khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất và khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tunisia có một trong những tỷ lệ lây nhiễm tính theo đầu người cao nhất thế giới. Cả nước đã báo cáo tổng cộng 546.233 ca nhiễm COVID-19 với 17.527 ca tử vong. Tại châu Âu, có hơn 100.000 người đã tuần hành trên khắp nước Pháp vào hôm thứ Bảy để phản đối kế hoạch buộc nhân viên y tế tiêm chủng và yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 để vào những nơi như nhà hàng và rạp chiếu phim. Tại châu Mỹ, cơ quan quản lý y tế của Brazil, Anvisa, đã phê duyệt các thử nghiệm với liều thứ 3 của vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 Envisa cho biết liều thứ ba của vaccine sẽ được tiêm cho 10.000 người tình nguyện trong khoảng từ 11 đến 13 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai. Tại Trung Đông, Iran đã áp đặt lệnh khóa cửa kéo dài một tuần tại thủ đô Tehran và khu vực xung quanh khi quốc gia này đang phải vật lộn với một đợt bệnh Covid-19 khác. Đây là lần đóng cửa thứ 5 của đất nước cho đến nay. Lần này sẽ bắt đầu vào ngày thứ ba và kéo dài đến thứ hai tuần sau tất cả các chợ và văn phòng công cộng sẽ đóng cửa, cũng như các rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và các nhà hàng ở tỉnh Tehran và tỉnh Alborz lân cận. Cuối cùng, chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Hôm nay, một Canada bằng 0,7837 Mỹ kim và bằng 0,6643 Euro. một Canada bằng 18.072 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI hôm nay là 66.91 Mỹ kỳ một thùng và giá dầu thô Brent là 68.99 Mỹ kỳ một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.813.17 Mỹ kỳ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 20 tháng 7 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các thông tin mới nhất. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày như quý vị vừa xem và các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Vinh Tuấn xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.